Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục chương số 11 hệ thống Input Output Analog. Thì cùng với cái tín hiệu số trong BLC thì tín hiệu tương tự hay còn gọi là tín hiệu Analog cũng là một dạng tín hiệu quan trọng đối với các hệ thống của BLC. Thì đối với những cái hệ thống mà chúng ta chỉ sử dụng các tín hiệu số thì nó sẽ không thỏa mãn được các cái ứng dụng có độ phức tạp cũng như là điều khiển quá trình. Thì đối với những cái hệ thống mà điều khiển quá trình thì thông thường nó sẽ kèm với lại các cái đại lượng là tín hiệu analog hay là tín hiệu tương tự. Và với tín hiệu analog và tín hiệu tương tự thì chúng ta phải sử dụng các cái thiết bị phù hợp với lại cái tín hiệu tương tự này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các thiết bị ngõ vào với tín hiệu là tín hiệu tương tự hay là analog. Thì trong thực tế khi mà chúng ta muốn đo một cái đại lượng chẳng hạn như là nhiệt độ, thì đối với nhiệt độ nó là một tín hiệu tương tự hay còn gọi là tín hiệu liên tục. Vì với nhiệt độ thì nó không có một số hữu hạn các trạng thái. Chẳng hạn như là khi mà nhiệt độ nó tăng từ 70 độ tới 71 độ thì có thể chúng ta thấy là nó không phải là một sự thay đổi một độ, mà giữa một độ đó, giữa từ 70 độ cho tới 71 độ nó vô vàn trạng thái ở trong đó. Và hay nói cách khác là nó là một không phải là một số hữu hạn, một số vô hạn trạng thái giữa 70 độ và 71 độ, có thể nó là 70,0001 độ và 70,002 độ. Như vậy rõ ràng giữa 70 độ và 71 độ thì chúng ta không thể xác định được một số lượng hữu hạn các cái trạng thái giữa hai cái giá trị này. Và như vậy thì với cái tín hiệu nhiệt độ nó là một cái tín hiệu tương tự hay là tín hiệu liên tục. Khác với lại tín hiệu số thì tín hiệu số nó chỉ có hai trạng thái thôi, là trạng thái 0 và trạng thái 1. Tương đương với lại hai cái trạng thái đó là có dòng điện đi qua thiết bị hoặc là không có dòng điện đi qua thiết bị. Còn đối với tín hiệu analog hay là tín hiệu tương tự thì nó có vô vàn trạng thái ha. Cho nên là đó là điểm khác nhau giữa tín hiệu số và tín hiệu tương tự. Thì đối với PC hoặc là những thiết bị số khác, chẳng hạn như là vi điều khiển, chẳng hạn là máy tính, thì tất cả những hệ thống này, tức là những hệ thống số này, là PC, điều khiển hay là máy tính, thì nó làm việc với tín hiệu số, tín hiệu rời rạc. Và những thiết bị này nó chỉ hiểu các giá trị là 0 và 1 thôi. Tại vì thông thường trong PC, trong điều khiển, trong máy tính là nó có các transistor, hay người ta gọi nó là bóng bán dẫn. Cho nên là với các tín hiệu của mình thì nó chỉ hiểu hai trạng thái là 0 và 1, và tương đương tín hiệu đó là tín hiệu số hay là tín hiệu rời rạc. Do đó nếu như hệ thống của mình nó tiếp nhận một cái tín hiệu tương tự hay là tín hiệu liên tục thì rõ ràng với loại tín hiệu này thiết bị của mình nó không thể nào hiểu được. Và do đó khi mà mình đưa một cái tín hiệu analog hay tín hiệu tương tự vào trong một thiết bị số đơn cử như là BLC, thì lúc này BLC mình phải có một cái chức năng để chuyển đổi từ tín hiệu số, xin lỗi, từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số. Và nó sẽ thực hiện một cách rời rạc hóa cái tín hiệu tương tự này để biến thành nó thành tín hiệu số. Và từ đó thì BLC hay những thiết bị số khác có thể hiểu được cái tín hiệu tương tự này. Thì một vài cái thiết bị mà được sử dụng để xử lý những tín hiệu tương tự mà sử dụng cho BLC thì chúng ta có thể thấy nó có thể là flow transducer, tức là một cái thiết bị chuyển đổi từ cái tín hiệu là lưu lượng thành tín hiệu số, hoặc là humidity transducer, tức là transducer cho những cái cảm biến đo độ ẩm, hoặc là transducer cho rod cell dùng để đo trọng lượng, hoặc là transducer nhiệt độ, hoặc là transducer áp suất, hoặc là potentiometer. Potentiometer nó là một cái biến trở tiến tính. Có hai loại potentiometer, một là biến trở xoay, hai là biến trở trượt.
Thì trong cái hình vẽ này chúng ta thấy ở hình bên tay trái nó là tín hiệu tương tự ha. Nó là tín hiệu tương tự hay còn gọi là tín hiệu liên tục vì nó diễn ra liên tục giữa các trạng thái và giữa hai trạng thái tại hai thời điểm thì nó có vô vàn trạng thái ở giữa hai trạng thái đó. Ví dụ như chúng ta xét ở hai thời điểm, ở thời điểm thứ nhất, ở thời điểm thứ hai thì giữa hai thời điểm này nó có vô vàn trạng thái. Khác với lại tín hiệu số thì với tín hiệu số nó là tín hiệu rời rạc và nó chỉ có một số hữu hạn trạng thái. Ví dụ như ở cái hình bên này ha, ở cái hình bên này thì chúng ta rời rạc hóa cái tín hiệu tương tự ở hình bên tay trái, rời rạc hóa tín hiệu tương tự này ha, để tạo thành một cái tín hiệu số và đã tạo thành một số lượng hữu hạn các trạng thái giữa hai thời điểm. Ví dụ như ta hát ở thời điểm này với lại thời điểm này thì rõ ràng chúng ta có thể dễ dàng đếm được, dễ dàng xác định được số lượng trạng thái ở giữa hai cái thời điểm này. Đó là tín hiệu rời rạc. Thì trong thực tế đối với một cái hệ thống thì việc chúng ta sử dụng tín hiệu tương tự là điều không thể tránh khỏi vì trong một hệ thống điều khiển quá trình thì lúc nào cũng phải có các cái đại lượng mà cho tín hiệu liên tục. Ví dụ như là chúng ta điều khiển lưu lượng, chúng ta điều khiển áp suất, chúng ta điều khiển nhiệt độ, hay là chúng ta điều khiển trọng lượng thì tất cả những đại lượng đó đều là đều cho ra tín hiệu liên tục hay là tín hiệu tương tự và từ đó với cái loại tín hiệu này chúng ta phải đưa vào trong BC và chuyển đổi nó thành tín hiệu số. Hoặc là ở đây chúng ta thấy là đối với các thiết bị ngõ ra mà là tín hiệu tương tự thì nó cũng có là heater. Đối với heater thì cái output của nó cũng là tín hiệu tương tự. Hoặc là nếu như sau này các bạn có sử dụng biến tần và mình sử dụng biến tần giao tiếp với BC, dùng BC để thay đổi cái tần số ở trên biến tần, thông qua đó là làm thay đổi tốc độ động cơ kết nối với biến tần, thì đối với biến tần nó cũng có giao tiếp tương tự ha. Mà chúng ta xét ở nếu cái điểm nhìn của chúng ta nằm ở trên BC thì đó chính là analog output và kết nối với lại biến tần, thì như vậy qua đó chúng ta có thể điều khiển được tốc độ biến tần hay điều khiển thay đổi tần số biến tần hay nói cách khác là thay đổi tốc độ của động cơ mà kết nối với biến tần. Thì đối với BC nói chung và BC của hãng Mitsubishi nói riêng thì đối với BC của hãng Mitsubishi thì chúng ta có hai series, đó là series FX và series Q. Thì đối với hai loại series này nó đều có các cái module analog input output để kết nối với lại module chính của BC. Và khi mà chúng ta sử dụng những module này thì cái việc mà BC nó xử lý tín hiệu tương tự hay tín hiệu analog là một cách tự động. Và khi nó xử lý xong thì nó sẽ lưu được và nó lưu vào trong các cái thanh ghi dữ liệu và từ đó nếu như chúng ta muốn biết được cái giá trị nó chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số là bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần truy cập vào địa chỉ thanh ghi và đọc cái giá trị tại thanh ghi đó thôi. Thì đối với cái module chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số của BC thì tùy thuộc vào mỗi loại module nó sẽ có độ phân giải khác nhau. Điểm đặc trưng khi mà chúng ta sử dụng các cái module input, output, analog đó là cái độ phân giải của module. Có loại module thì độ phân giải của nó là 8 bit, có loại là 10 bit, có loại là 12 bit. Vậy độ phân giải của nó là cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ xét một cái hình giống như vậy. Thì trong cái hình này chúng ta có một cái transducer là thiết bị chuyển đổi từ tín hiệu tương tự hay tín hiệu vật lý, đại lượng vật lý chuyển thành tín hiệu dòng điện hoặc là điện áp. Thông thường thì đối với một transducer output đầu ra của nó sẽ là từ 0 tới 10V nếu đó là điện áp hoặc là từ 4 cho tới 20 mA nếu đó là dòng điện. Và với cái tín hiệu 0 đến 10V hoặc là từ 4 đến 20 mA đây là tín hiệu analog. Và khi đó nếu chúng ta muốn đưa vào trong BC chúng ta sẽ phải đưa vào cái module là analog input của BC. Và từ đây thì cái module analog input của BC này nó được đặc trưng bởi cái độ phân giải, tiếng Anh nó gọi là resolution, độ phân giải của module. Thì ví dụ như trong hình này độ phân giải của module này chính là 12 bit
ha, độ phân giải của nó chính là 12 bit. Và sau đó, sau khi cái module analog input này nó chuyển đổi từ cái đại lượng dòng điện hoặc điện áp thành cái tín hiệu số, và giá trị của cái tín hiệu đó được quy đổi thành một con số, và con số đó được lưu trong một cái thanh ghi ha, lưu vào trong một thanh ghi. Và khi chúng ta lập trình BC, chúng ta muốn lấy cái giá trị quy đổi từ cái tín hiệu tương tự sang tín hiệu số là cái đại lượng bao nhiêu, thì chúng ta chỉ cần truy xuất vào cái địa chỉ thanh ghi này để đọc cái giá trị của nó ra thôi. Thì đối với một cái cảm biến tương tự, hay là những cái cảm biến mà dùng để đo những cái đại lượng tín hiệu liên tục, chẳng hạn như nó đo nhiệt độ, nó đo áp suất, nó đo lưu lượng, thì thông thường đối với những cảm biến đó nó phải đi kèm với lại một cái thiết bị gọi là transducer, hoặc người ta hay gọi là transmitter, có một tên gọi khác là transmitter nữa. Ví dụ như bây giờ khi mà các bạn muốn đo nhiệt độ của một cái lò ha, một cái lò sưởi, hoặc là nhiệt độ trong phòng, hoặc là nhiệt độ của một cái phòng làm việc nào đó, thì điều đầu tiên chúng ta cần đó chính là một cái cảm biến nhiệt độ. Thì cảm biến nhiệt độ nó sẽ có các dạng. Thứ nhất là cảm biến RTD, tức là resistant thermal, và cái dạng thứ hai nó là thermal couple. Một cái dạng nữa nó là NTC. Thì đối với cảm biến nhiệt độ nó có các dạng khác nhau, thì đặc tính của nó khác nhau. Ví dụ như cảm biến thermocouple thì nó sẽ tạo ra một sức điện động khi mà có sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai cái điện cực tại một cái điểm kết nối với nhau, nó gọi là hot junction. Và khi mà có nhiệt độ thay đổi thì cái sức điện động sinh ra giữa hai đầu điện cực đó nó sẽ tỷ lệ với lại cái nhiệt độ mà gia nhiệt tại cái điểm hot junction đó. Vậy thì với cái cảm biến nhiệt độ này, chúng ta muốn đọc cái tín hiệu sức điện động đó. Rõ ràng cái sức điện động đó thì cái điện áp, giá trị điện áp của nó rất là nhỏ và không thể đưa trực tiếp vào trong cái module analog input của BIOS. Và để làm được cái việc mà chúng ta phải quy đổi về cái đại lượng analog từ 0 tới 10 0 tới 10 V, hoặc là từ 4 tới 20 mA, chúng ta phải đưa vào trong thiết bị, nó gọi là transducer hoặc là transmitter. Thì từ đó với cái tín hiệu sức điện động của cảm biến thermocouple nó mới khuếch đại thành cái đại lượng điện áp từ 0 tới 10 V, hoặc là dòng điện từ 4 tới 20 mA. Và với cái đại lượng analog và nó có chuẩn như vậy, thì khi mình đưa vào trong module analog input của BC thì lúc này cái module đó mới có thể làm việc được. Hoặc đối với cảm biến GTC, RTD hoặc là NTC thì cũng vậy, nó cũng cần phải có cái transducer. Dựa trên cái nguyên lý làm việc của cảm biến thì nó sẽ có transducer phù hợp với lại cái cảm biến đó. Ví dụ như là RTD, thông thường cảm biến mà sử dụng công nghệ RTD đặc trưng nhất mà sử dụng trong nghiệp nhiều đó là PT100. Thì cái cảm biến này cũng cần phải có transducer để nó quy đổi thành cái đại lượng analog chuẩn từ 0 tới 10 V, hoặc là 4 tới 20 mA. Thì đối với cái tín hiệu ở đây có liệt kê ra cho các bạn, đó là các cái chuẩn input đầu vào cho module analog input của VLC, thì nó có thể là từ 4 tới 20 mA, 0 tới 1 V, 0 tới 5 V, 0 tới 10 V, 1 tới 5 V, từ trừ 5 đến cộng 5 V, từ trừ V đến 10 V. Thì đây là các dạng input thường hay gặp và là tiêu chuẩn dành cho cái module analog input. Thì giống như cái hình này chúng ta thấy ở đây, đây là cái hệ thống quá trình nè. Thì trong cái quá trình này thế nào nó cũng sẽ có các cái đại lượng vật lý mà cho ra tín hiệu tương tự hay là tín hiệu liên tục. Và từ đây chúng ta phải sử dụng sensor ha, dùng sensor. Đôi khi có một số sensor tích hợp transducer trên sensor đó luôn ha, nhưng thông thường là không. Thì chúng ta dùng sensor để đo các đại lượng vật lý này. Cái tín hiệu output của sensor thì chưa thể sử dụng trực tiếp trên cái module analog input của PC được, mà chúng ta phải đưa vào thiết bị, nó gọi là transmitter. Và từ cái thiết bị transmitter này nó mới đưa ra là cái đại lượng analog với cái giá trị nó theo tiêu chuẩn, đó là từ 0 đến 10 V, hoặc là 4 tới 20 mA, hoặc là các giá trị nằm ở đây. Và từ đây chúng ta mới đưa vào trong cái module analog input của PC và thực hiện cái phép chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số. Trong cái hình này là mô tả cho các bạn cái cách
chuyển đổi hoặc là một số cái đại lượng tự động chuyển đổi thành một cái bảng, bao gồm là từ cái đại lượng vật lý sang cái tín hiệu analog, điện áp, quy đổi thành một cái giá trị số, và xin lỗi, quy đổi thành một cái giá trị BCD và quy đổi thành một cái giá trị số trong hệ thập phân. Thì ở đây chúng ta thấy đầu tiên nó sẽ là ví dụ như trong cái hình này là chúng ta đo áp suất, và áp suất nó biến thiên là từ 0 cho tới 500 psi. Khi mà chúng ta sử dụng một cái cảm biến đó nó đưa về một cái transducer hay là transmitter, thì cái transmitter đó có nhiệm vụ là nó khuếch đại thành cái giá trị điện áp là từ 0 tới 10V, tương đương với từ 0 tới 500 psi. Rồi ở đây cái cột này thì chúng ta bỏ, không không cần quan tâm, chúng ta quan tâm ở cái cột này. Thì các cái đại lượng analog input thì ở cái điện áp này nó sẽ đưa vào cái module analog input của BC. Tức là điện áp mình đưa vào trong cái module analog input của BC là từ 0 tới 10V. Sau đó cái module analog input của BC này nó mới chuyển đổi thành một cái giá trị số, và nó phụ thuộc vào độ phân giải của module. Ví dụ trong trường hợp này độ phân giải của nó là 12 bit, vậy thì nó sẽ chuyển đổi từ 0 cho tới 4095. Vì nó là 12 bit tức là 2 mũ 12 trừ cho 1 là bằng 4095. Như vậy khi mà cái giá trị từ 0 tới 10V được đưa vào trong module analog input, và với độ phân giải 10 bit của cái module này, thì cái giá trị nó quy đổi tương đương sẽ là từ 0 tới 4095. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khảo sát một cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là nếu như chúng ta có một cái module analog input, cái module này nó kết nối với lại một cái transducer của cảm biến nhiệt độ, và cái module này thì nó có độ phân giải là 12 bit. Vậy thì khi mà nhiệt độ do cái cảm biến nó nhận được là từ 100 độ cho tới 600 độ, tức là cái cảm biến của mình nó đo từ 100 độ tới 600 độ, sau đó nó sẽ đưa ra một cái tín hiệu điện áp thông qua transistor, tức là cái cảm biến này nó đo xong nó sẽ đưa ra, có thể nó là cảm biến thermocouple, nó đưa ra sức điện động, và cái sức điện động đó đã được khuếch đại để tạo thành một cái giá trị analog input từ 1V cho tới 5V, tương đương từ 100 độ tới 600 độ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái hình ở phía dưới này ha. Đây là cái hệ thống điều khiển quá trình của mình, cái gauge set mình, và ở đây mình đo nhiệt độ. Cái ngưỡng nhiệt độ mình đo là từ 100 độ tới 600 độ, sử dụng cảm biến đo nhiệt độ để đo, và dùng cái transmitter để phớt đại cái tín hiệu của cảm biến được đo. Sau đó cái transmitter này nó đưa ra cái output là từ 1 độ từ 1V cho tới 5V, tương đương từ 100 độ tới 600 độ, và đưa vào cái module analog input của BC. Độ phân giải của module analog này là 12 bit, cho nên giá trị của nó sẽ từ 0 cho tới 4095. Rồi, bây giờ yêu cầu là chúng ta đi tìm cái điện áp tương đương thay đổi cho từng giá trị, nó ở đây từ khâu có nghĩa là từng cái giá trị ha, từng giá trị trong cái module analog input khi mà quy đổi thành tín hiệu số, tức là kết quả chúng ta sẽ là gì, điện áp trên cho mỗi mỗi độ ha, sẽ tìm ra cái mối quan hệ giữa là điện áp chia cho độ, hoặc là điện áp chia cho mỗi cái giá trị quy đổi của module analog input. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tìm ra cái giá trị là có bao nhiêu count trên một một đơn vị nhiệt độ độ C ha, và giả sử rằng là cái module chúng ta sẽ chuyển đổi, và cái phép chuyển đổi này thì nó tuyến tính từ 0 cho tới 4095. Câu B là chúng ta sẽ tìm giống như những giá trị của câu A, nhưng mà với điều kiện là độ phân giải của module analog input chỉ có 10 bit thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm cái khoảng chênh lệch nhiệt độ ở đầu vào, thì cái ngưỡng nhiệt độ mình đo là từ 100 độ cho tới 600 độ, cho nên cái ngưỡng chênh lệch ở đây là delta chênh lệch trong cái khoảng nhiệt độ mình cần đo chính là 500 độ, lấy 600 trừ 100 còn là 500 độ. Tiếp theo nữa là chúng ta tìm cái khoảng chênh lệch ở cái module transistor thì cái ngõ ra điện áp của nó là từ 1V cho tới 5V, cho nên cái khoảng delta giữa chúng là 5 trừ 1 bằng 4V. Và tiếp theo nữa thì chúng ta tìm cái delta
giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất sau khi quy đổi từ tín hiệu số, từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, nó chính là 4095 ha. Rồi bây giờ quay lại với câu hỏi thì câu hỏi câu A đó là đi tìm cái mối quan hệ giữa tìm mối quan hệ giữa điện áp và giá trị Q, tức là giá trị mà mình quy đổi thành tín hiệu số, hoặc là điện áp trên một đơn vị độ C. Thì ở đây để làm được điện đó thì chúng ta sẽ có cái mối quan hệ đó là gì? Delta 500, tức là 500 độ sẽ bằng là 4V. Và từ đây thì chúng ta sẽ tìm ra là mối quan hệ là một độ của nó chính là bằng 8 mV. Tiếp theo nữa là chúng ta đi tìm cái mối quan hệ giữa một giá trị cao trên bao nhiêu volt trên một giá trị cao ha. Thì ở đây chúng ta có giá trị cao này ha, tương đương với là 0,9 mV. Và tiếp theo chúng ta đi tìm cái mối quan hệ giữa là một độ C là nó tương đương với bao nhiêu cao ha. Thì ở đây chúng ta tính được là một độ C bằng 8.19 cao. Rồi câu B tương tự như vậy, nhưng lúc này cái độ phân giải của module analog input nó chỉ có 10 bit, cho nên giá trị tối đa của nó không phải là 4.095 nữa, mà là 2 mũ 10 trừ 1 bằng 1023 ha. Và chúng ta thế cái số 1023 này vào thì chúng ta sẽ tìm được các cái giá trị tương tự như câu A. Rồi ví dụ số 2, ở đây chúng ta có một cái hệ thống, và cái hệ thống này là nó đưa ra đại lượng là nhiệt độ. Chúng ta dùng một cảm biến có transducer để đo từ nhiệt độ 0 tới 1000 độ C, và cái output của module transducer nó đưa ra là từ 0 tới 10V DC. Sau đó mình mới sử dụng cái tín hiệu analog input này đưa vào trong cái module này, và cái module này nó có độ phân giải là 12 bit ha, 12 bit từ 0 tới 4095. Thì câu A là tìm mối quan hệ giữa cái tín hiệu input đầu vào, đó là nhiệt độ, và cái giá trị count được tính và quy đổi bởi cái module analog input của BLC. Câu B là tìm ra cái giá trị tương đương của số count cho mỗi cái nhiệt độ xác định ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện cái lời giải. Thì ở đây chúng ta có một cái đường đường thẳng, tức là mối quan hệ tuyến tính giữa giá trị count và độ C ha. Chúng ta có hai cái mối quan hệ này. Thì ở đây do phép đo của mình là từ 0 tới 1000 độ C, và nó tương đương với lại độ phân giải 12 bit là từ 0 tới 4095, cho nên chúng ta sẽ xác định được vô đường thẳng từ điểm đầu và điểm cuối. Thì với cái đường thẳng này chúng ta sẽ xác định được cái phương trình của nó. Y là độ C ha, Y tức là cái giá trị trên cái trục Y này nè ha, là độ C. X là giá trị cao là trên trục X này. M là độ dốc của đường thẳng này ha, và B là cái hệ số mà khi mà x bằng 0 ha. Thì từ đây chúng ta sẽ xác định được M là bao nhiêu ha, bằng cách là mình sẽ cho cái giá trị thứ nhất là M nó sẽ bằng là Y2 trừ J1 trên cho X2 trừ X1 ha. X1, X2 mình sẽ chọn tại hai thời điểm ha. Và từ đây thì chúng ta có cái gì? Nếu như mình chọn ở hai thời điểm, đó là thời điểm bắt đầu và thời điểm cuối, thì chúng ta có là khi mà x bằng 0 thì y bằng 0, và khi mà x bằng 4095 thì y là bằng 1000. Như vậy chúng ta sẽ có hai giá trị là y2 trừ y1, x2 trừ y1 sẽ bằng là 1000 chia cho 4095, thì sẽ ra được cái độ dốc của cái phương trình đường thẳng này. Rồi, với cái cách là cho x bằng 0 thì chúng ta sẽ tìm được cái hệ số B ha. Rồi tiếp theo, khi mình có phương trình đường thẳng rồi, mình sẽ cho một cái giá trị thuộc y ha, để mình tìm x, hoặc là ngược lại ha, đều được. Ví dụ như chúng ta muốn tìm ra cái giá trị count tại nhiệt độ 100 độ C và tại 500 độ C, thì chúng ta chỉ cần thế cái giá trị này vào trong cái đường phương trình đường thẳng chúng ta vừa tìm được, sẽ tính được cái giá trị x count tương ứng. Rồi thì đối với cái tín hiệu analog input hay là cái module analog output, thì thường nó sẽ đưa ra có cái chở kháng đầu vào rất là cao
ha, trở kháng đầu vào của module analog input nó rất là cao. Thì cái này nó liên quan tới cái hệ thống op-amp được sử dụng cho cái module analog input, mà nếu như bạn nào đã học cái môn kỹ thuật điều khiển tự động thì chúng ta đều biết, đó là khi mà nó thiết kế trở kháng đầu vào lớn như vậy để nhằm là tránh cái tổn thất công suất trên cái tín hiệu, vì nếu như mà cái trở kháng đầu vào nó thấp thì nó sẽ làm suy hao cái điện áp của tín hiệu ha, và qua đó thì nó sẽ làm cho cái đại lượng đo, đại lượng mình cần xác định nó sẽ không còn chính xác nữa. Đó là một trong những đặc trưng của module analog input. Rồi thì với những cái module analog input này thì nó sẽ cho phép chúng ta giao tiếp với nhiều loại cảm biến khác nhau ha, tức là có những cái cảm biến nó cho ra tín hiệu rất là yếu, rất là thấp ha, nhưng mà nó cũng không các cái module input của mình nó sẽ không làm ảnh hưởng tới cái chất lượng đo ha, chất lượng của phép đo, vì nó có trở kháng đầu vào rất lớn. Ngoài ra khi mà cái tổng trở kháng đầu vào lớn á, thì nó cũng sẽ làm cho cái dòng tiêu thụ rất nhỏ, qua đó thì nó cũng sẽ làm cho cảm biến nó tiêu thụ công suất rất nhỏ, và điều này nó sẽ giúp cho cái cảm biến nó sẽ không bị tỏa nhiệt trong quá trình đo. Và nếu như chúng ta đều biết là nếu như cảm biến nó tỏa nhiệt thì nó sẽ làm cho phép đo của mình nó sai, chẳng hạn như đó là một cái cảm biến nhiệt độ mà cái chính bản thân cảm biến nó cũng tỏa nhiệt nữa, thì nó sẽ làm cho cái phép đo của mình nó không chính xác. Rồi đối với cái tín hiệu analog á, thì nó có thể là tín hiệu single end hoặc là tín hiệu differential, tín hiệu V-sai. Single end có nghĩa là gì? Ví dụ như giờ chúng ta có một cái tín hiệu analog input và nó là điện áp chẳng hạn, thì cái tín hiệu của mình nó sẽ là tín hiệu điện áp, và khi mình đưa vào trong module analog input thì khi mình đưa vào nó sẽ có hai cái terminal, một là terminal cực dương, hai là terminal cực âm. Thì cái tín hiệu terminal cực âm này nó có thể là kết nối vào tham chiếu là 0V. À, như vậy trong trường hợp này tín hiệu của mình là single end ha, nó gọi là single end. Còn dạng tín hiệu V-sai có nghĩa là sao? Tức là khi mà tín hiệu mình đưa vào cũng có hai cực là cực cực âm và cực dương ha, nhưng mà cái cực âm này nó lại không kết nối với lại 0V. Có nghĩa là nếu như chúng ta đo cái điện áp giữa cực âm này với lại 0V thì nó vẫn tồn tại điện áp chứ không phải là điện áp bằng không ha. Nhưng lúc này cái tín hiệu của mình là nó so giữa B và N ha, nó chỉ so giữa B và N thì sẽ ra được điện áp chênh lệch là như vậy. Nhưng mà nếu như mình lấy cái điện áp N này so với lại GND hoặc là 0V thì nó vẫn tồn tại điện áp, cũng như là B so sánh với GND nó cũng tồn tại điện áp ha. Và đối với tín hiệu V-sai này thì nó có lợi gì? Khi mà mình có tín hiệu mình truyền đi xa ha, nếu như mình có tín hiệu mình truyền đi xa thì do cái đường dây, do cái trở kháng của đường dây nó lớn thì nó sẽ làm cho cái tín hiệu của mình nó bị sụt điện áp. Và qua đó nếu như mình lấy cái tín hiệu của mình á, giả sử như trong trường hợp là single end thì do là N nó nối với 0V cho nên lúc này cái độ lớn của tín hiệu của mình á, mình sẽ so với lại 0V, thì lúc này nếu như trong quá trình mà truyền tải đường dây đi xa thì cái điện áp này sẽ bị sụt áp, và qua đó nó sẽ làm cho tín hiệu bị giảm đi, bị suy yếu đi, làm cho độ lớn của tín hiệu nó không còn giữ như lúc ban đầu, nó sẽ làm sai cái phép đo của mình ha. Thế thì trong cái trường hợp là tín hiệu truyền V-sai có nghĩa là cái điện áp nó chỉ so sánh giữa B và N thôi ha. Vậy vậy thì khi mình truyền đi xa thì giữa N với lại là GND nó giảm, đồng thời B với lại GND nó cũng giảm luôn ha, do điện áp nó suy hao trên đường dây thì cả N và B đều suy giảm, nhưng mà chúng ta so sánh chênh lệch giữa B và N thì nó lại không đổi. Qua đó thì nó sẽ làm cho cái độ lớn của tín hiệu được giữ nguyên khi nó truyền đi xa. Đó là lợi ích của cái tín hiệu truyền đi V-sai. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sơ đồ kết nối của các cái input analog. Thì ở trên hình các em thấy chúng ta có một cái tín hiệu analog transistor, tức là chúng ta có cái cảm biến để đo cái đại lượng vật lý rồi. Cảm biến nó kết nối với transistor này, và transistor có nhiệm vụ là phớt đảo và chuyển đổi
cái đại lượng vật lý đó thành cái tín hiệu điện áp hoặc là dòng điện theo tiêu chuẩn, và từ đây thì chúng ta kết nối vào trong module analog input của VLC. Và đây là trong trường hợp này là single end input, tức là gì, cái tín hiệu của mình sẽ kết nối vào trong cái chân common, hay nói cách khác nó là chân chuyên đi ha, chân chuyên đi của tín hiệu. Đây là trường hợp single end, và đây là trường hợp VSI ha, tín hiệu đưa vào VSI, tức là nó đi so sánh giữa hai cái đường này thôi ha, chứ nó không so sánh giữa cái đường này với lại đường chuyên đi. Và đối với trường hợp VSI này là gì, một với một C này là nó so sánh điện áp với nhau, 3 với 3C này so sánh điện áp với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta đo giữa 1C với lại 3C này có thể là chênh lệch điện áp ha, nó không nhất thiết là điện áp nó sẽ giống nhau, không phải là điện áp bằng không, nó có chênh lệch điện áp. Còn trong trường hợp single end này là gì, là khi mình so sánh giữa cả hai cái tín hiệu mình đưa vào đây ha, một cái là đưa một vào chân common, thứ hai là năm vào chân common, thì rõ ràng là hai cái tín hiệu analog input của mình là có chân chung, có điểm chung ha, có điểm chung. Còn trong trường hợp này là hai cái tín hiệu input này là hoàn toàn độc lập, không có điểm nào chung cả ha, và một thì nó so sánh với 1C, còn ba so sánh với 3C ha, không có điểm chung. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta tìm hiểu tới cái module analog input dành cho dòng BCFX. Thì đối với dòng BCFX nó có cái module là FX2N4AD. Thì cái module này nó có 4 channel input ha, 4 channel input. Và mỗi channel như vậy thì nó có khả năng nhận được cái tín hiệu tương tự và chuyển đổi tín hiệu tương tự đó thành một cái giá trị số, và giá trị số đó lưu vào trong thanh ghi dữ liệu. Chúng ta chỉ cần chi sức vào thanh ghi đó, chúng ta đọc được cái giá trị số, và từ đó mình đã biết công thức quy đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, thì lúc đó chúng ta sẽ tính toán để ra được cái giá trị đại lượng vật lý mà cần đo của quá trình. Thì cái module FX2N4AD này nó có độ phân giải là 12 bit, tối đa là 12 bit. Điều đó có nghĩa mình có thể chọn được độ phân giải thấp hơn 12 bit. Và nó chấp nhận cả hai loại tín hiệu, đó là tín hiệu điện áp và tín hiệu dòng điện. Điện áp của nó là từ -10 đến 10V. Với độ phân giải là 50V trên 1 count, và tín hiệu dòng điện là từ 4 tới 20 A hoặc là từ -20 đến 20 A với độ phân giải là 20 mA trên 1 count. Đây là cái sơ đồ của cái module FX4N ha. Thì trên này chúng ta thấy là nó có gì, nó có channel 1 2 3 4 nè ha, nó có đèn offset, nó có đèn drain nè. Và đây là cái sơ đồ VNOW của nó. Và để cho cái module này nó sử dụng được thì chúng ta phải cấp nguồn cho nó. À, ví dụ như ở đây chúng ta nó có tổng cộng là 4 chân, trong đó mình có thể sử dụng 2 trong 4 chân này. Có 2 chân để cấp nguồn cực dương 24V, 2 chân để cấp nguồn cực âm 24V, 2 chân ground. Chân này thường đa số là chúng ta dùng trong trường hợp là kết nối với lại vỏ của vỏ của dây. Thì trong cái sợi dây thông thường đối với tín hiệu analog nó thường hay bị rất là nhiễu, cho nên là những cái sợi dây tín hiệu của nó thường phải có vỏ bọc bằng lưới kim loại, và nó gọi là siêu ha. Cái siêu đó chúng ta phải kết nối xuống GND hoặc là cái kết nối vào cái chân này của cái module analog để chi, để nó triệt tiêu cái nhiễu trên đường dây. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ có bốn đống kênh là channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, và mỗi kênh như vậy nó đều có khả năng kết nối là sử dụng tín hiệu điện áp hoặc là tín hiệu dòng điện ha. Và bên hình bên này nó minh họa trong trường hợp khi mà chúng ta sử dụng là tín hiệu analog input điện áp hay là dòng điện. Ví dụ trường hợp đầu tiên là nếu như thiết bị chúng ta đưa ra cái tín hiệu analog là từ 0 tới cộng trừ 10V, thì cách kết nối như thế nào? Chúng ta sẽ kết nối một đầu dây với lại chân V cộng, một đầu dây đối với chân cơm. Còn cái chân FG nó là field ground ha, viết tắt của chữ field ground. Field ground ha, là dùng để kết nối với vỏ của sợi dây tín hiệu này ha, để nó giảm nhiễu. Rồi, trong trường hợp nếu như chúng ta có tín hiệu dòng điện thì chúng ta kết nối vào đâu? Nó vẫn có hai dây, một sợi dây mình sẽ kết nối vào chân cơm, một sợi dây mình sẽ kết nối vào chân V cộng và E cộng, tức là nối tắt giữa hai chân V cộng và E cộng lại với nhau và đấu cái sợi dây còn lại vào trong đó. Ha, thì trong trường hợp này là mình kết nối tín hiệu dòng điện đi vào trong module. Rồi,
Thì đối với cái tín hiệu analog thông thường, vì cái tín hiệu analog này nó có cái cường độ rất là yếu ha, cường độ rất là yếu, cho nên là nó hay dễ bị nhiễu tác động. Chỉ cần một cái điện điện áp có dòng điện với cường độ nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng tới cái tín hiệu analog này. Cho nên đối với việc mình sử dụng tín hiệu analog thì cần phải khử nhiễu triệt để. Thứ nhất là mình phải sử dụng cái sợi dây mà có vỏ, hay nó gọi là vỏ vỏ lưới bao xung quanh, hay là lưới bọc nhiễu, hay là lưới chống nhiễu. Cái lưới này là lưới bằng kim loại, và bên trong là cái ruột của sợi dây, là phải là các sợi dây, các cái lỗi dây nó xoắn với nhau, nó xoắn với nhau, tạo thành các xoắn với nhau. Đó là cái cách mà chúng ta khử nhiễu cho tín hiệu analog. Rồi, thì ở đây chúng ta có một cái hình minh họa giữa việc chuyển đổi từ tín hiệu analog sang giá trị số. Đối với tín hiệu điện áp từ 0 đến 10V thì nó sẽ tương đương với cái range là 1 chia cho 2000, hay là độ phân giải nó là 50V trên 1K. Đối với tín hiệu dòng điện thì dòng chúng ta chấp nhận là từ 4 tới 20 mA. Ở đây chúng ta sẽ có các cái hình minh họa như sau. Ví dụ đối với trường hợp là điện áp xin lỗi cái tín hiệu tương tự với điện áp là từ 10V cho tới cộng 10V, và đối với độ phân giải của module analog input là 12 bit, tức là nó có khả năng quy đổi thành giá trị 4096, mình chia ra hai nhánh, mình chia ra hai hai cận là trừ 2048 cho tới 2047. Thì như vậy chúng ta sẽ vẽ được cái đường thẳng là gì, từ trừ 10V đến cộng V, rồi tương đương với giá trị mình quy đổi là từ trừ 2048 đến 2047. Và từ đây với cái đường thẳng này, chúng ta chỉ cần đưa ra các giá trị khác ở giữa hai cái khoảng đầu và cuối này, chúng ta sẽ tìm được cái giá trị quy đổi giữa điện áp và cái giá trị quy đổi của tín hiệu số. Rồi, thì tiếp theo để mà sử dụng cái module analog input của VLC thì điều đầu tiên là chúng ta phải biết kết nối ha. Giống như vừa rồi chúng ta có module FX2N4AD, thì để kết nối một cái cảm biến thông qua một cái transducer vào trong module analog input thì chúng ta biết rồi, nó có khả năng kết nối với tín hiệu analog input là điện áp hoặc là dòng điện. Trong trường hợp điện áp thì chúng ta biết cách kết nối như thế nào, và trong trường hợp là output của nó là dòng điện thì chúng ta cũng đã biết cách kết nối như thế nào. Thế thì bây giờ cái việc quan trọng tiếp theo đó là làm thế nào để có thể cấu hình các cái kênh analog input của PC, và cũng như làm sao để chúng ta có thể đọc được cái giá trị quy đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số. Thì việc mà chúng ta lập trình á, nó sẽ dựa trên một cái bảng nó gọi là Buffer Memory Location, viết tắt là BFM ha. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái câu lệnh là to hoặc là from. To có nghĩa ở đây mình có thể hiểu là to ha. To có nghĩa là đi tới, và có thể hiểu nó là gì, là mình sẽ ghi xuống ha. To có nghĩa là ghi dữ liệu xuống cái module analog input. Và cái câu lệnh thứ hai đó là from, tức là đọc ha. Đọc cái giá trị từ cái module analog input về BC ha. Nhắc lại, nó chỉ có hai câu lệnh thôi, là to và là from. To là để mình ghi dữ liệu xuống cái module analog input, còn from là mình đọc cái dữ liệu từ cái module analog input ha. Mình phải nhớ hai cái đó. Và đây là một cái bảng buffer memory. Thì ở đây người ta diễn giải ra luôn cho mình ha. Thứ nhất là mình có cái địa chỉ là không, địa chỉ là không, thì cái nội dung mặc định ở đây tức là cái giá trị H 0000 ha. Tức là tại cái địa chỉ này của cái module, khi mình đọc tại địa chỉ này của module thì nó sẽ có giá trị là H 0000, tức là giá trị hexa 0. Rồi, tại địa chỉ là 1 thì nó làm gì đây? Nó dùng để set cái số lượng sample được sử dụng để tính cái giá trị trung bình ha, và mặc định setting này là 8. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta thực hiện cái phép chuyển đổi từ tín hiệu số, tín hiệu tương tự sang tín hiệu số,
thì cái module nó sẽ lấy mẫu. Nó sẽ lấy mẫu. Lấy mẫu là gì? Tức là nó sẽ đều đặn theo một cái thời gian cài đặt. Nó sẽ đọc cái giá trị của cái transducer, đo cái đại lượng nào đó, ví dụ như nhiệt độ ha, thì nó sẽ đọc cái giá trị đo được của cái transducer trên cảm biến nhiệt độ, và nó gọi là một mẫu. Sau một khoảng thời gian cài đặt, chẳng hạn như một khoảng thời gian rất ngắn, 1 mili giây hoặc là 10 mili giây, nó lại đọc tiếp một lần thứ hai. Tương tự như vậy, đọc tiếp lần thứ ba cho tới khi đạt được cái số lượng mẫu mà mình cài đặt ở đây. Ví dụ như mình set nó là 8, có nghĩa là cái module analog input này nó sẽ lấy mẫu 8 lần, sau đó nó lấy giá trị trung bình của 8 mẫu này và đưa ra cái giá trị chuyển đổi cho cái kênh mình đang kết nối với transducer mà có cái cảm biến đang đo. Và với cái thông số này thì nó sẽ cho phép mình set được là mình lấy bao nhiêu mẫu trước khi đi tính giá trị trung bình. Và nếu như mình muốn set cho channel số 1 thì mình chi sức tới địa chỉ số 1, cho channel số 2 chi sức địa chỉ số 2, cho channel số 3 chi sức địa chỉ số 3, và tương tự như vậy cho channel số 4. Rồi, tiếp tục. Địa chỉ số 5 này là để làm cái gì? Địa chỉ số 5 này á là nó dùng để chứa cái giá trị trung bình ha. Nó dùng để chứa các cái giá trị trung bình dùng để tính ha, dùng để tính cho các cái channel ha. Dùng để tính cho các cái channel. À, những cái buffer memory này dùng để chứa cái giá trị trung bình của input cho các cái sample trước khi đưa vào cái kênh. Và số 1 có địa chỉ số 5, trên nào số 2 có địa chỉ số 6, tương tự như vậy cho nên nào số 4 có địa chỉ số 8. Tiếp theo, địa chỉ số 9 là dùng để làm gì? Nó dùng để chứa cái giá trị hiện tại của cái kênh đó ha, dùng để chứa giá trị hiện tại của các cái kênh đó. Rồi, thì với kênh số 1 là nó có địa chỉ số 9. Ví dụ như lúc nãy là chúng ta có set ở trên này là số lượng bao, nó thực hiện số lượng bao nhiêu mẫu, nó sẽ lấy mẫu bao nhiêu lần trước khi đi tính giá trị trung bình. Thì cái giá trị tức thời khi mà nó lấy mẫu nó sẽ được chứa trong các cái địa chỉ ở đây. Ví dụ như là tại địa chỉ số 9 là nó giá trị chứa giá trị tức thời của cái channel số 1, địa chỉ số 10 là cho nên channel số 2. Như vậy là bây giờ trước khi nó tính giá trị trung bình nó sẽ lấy 8 mẫu, nếu như mình sẽ đây là 8 nó sẽ lấy 8 mẫu. Vậy nếu như trong thời điểm tức thời mình muốn biết là giá trị tức thời của channel số 1 trong số 8 mẫu đó là bao nhiêu thì mình sẽ chi sức tại địa chỉ số 9. Còn nếu như chúng ta muốn biết giá trị trung bình ha, quy đổi ra là bao nhiêu cho mỗi kênh thì chúng ta sẽ chi sức vào địa chỉ 5 6 7 8 của các channel 1 2 3 4. Còn giá trị hiện tại, giá trị tức thời là nó được chứa trong kênh 9 10 11 12. Rồi, kênh 13 14 là không có sử dụng. Địa chỉ 13 14 không có sử dụng. Địa chỉ số 15 thì ở đây nó có mô tả rõ là nếu như mình khi mình set tới so 0 thì cái tốc độ chuyển đổi sẽ là 15 mili giây trên một channel. Còn nếu như mình set là 1 thì tốc độ chuyển đổi nhanh hơn là 60 giây cho một channel. Tốc độ nó tính trung bình ha. Thì đó có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình set cái tốc độ chuyển đổi là 10 15 mili giây trên một channel. Sau đó mình set cái số lượng bao nhiêu mẫu để lấy trung bình là 8 chẳng hạn như vậy, thì lúc này nó sẽ tính ra là thời gian chuyển đổi cho một channel là 15 giây, trong khi đó là phải lấy mẫu 8 lần trước khi đi tính trung bình. Tính trung bình tính là đi chuyển đổi luôn đó ha. Thì nó sẽ xác định là thời gian giữa các mẫu là bao nhiêu. Nó tự tính ra thời gian giữa các mẫu là bao nhiêu để đảm bảo cho việc chuyển đổi là 15 mili giây trên một channel. Rồi, tiếp theo nữa là địa chỉ số 20 là reset tới default, tức là mọi thông số cài đặt là trở về giá trị của nhà sản xuất đã cho. Rồi, offset range thì cái này nó dùng để điều chỉnh các cái giá trị offset cũng như là các cái giá trị phết đại của cái module analog input. Offset range. Rồi, nếu như mà cái module này xảy ra error thì nó sẽ lưu ở trong cái địa chỉ 29. Cái địa chỉ số 30 là cái số nhận dạng của cái module ha, số nhận dạng của nó là 2010. Có thể nó là cái năm sản xuất của cái module đó. Rồi. Và địa chỉ 31 thì không có sử dụng.
Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái đoạn chương trình sử dụng các cái câu lệnh là to và là from để chúng ta biết cái cách sử dụng như thế nào. Thì các cái câu lệnh này được soạn thảo bằng cách là tạo ra các instruction. Nếu như mà trong phần mềm JWT 2 các bạn nhấn vào phím F8 ha, thì nó sẽ cho phép chúng ta nhập cái câu lệnh này. Và từ đây chúng ta gõ là from nè, K0. K0 này nó là cái gì? Nó chính là cái địa chỉ của cái module analog input ha. Nó là địa chỉ của analog, module analog input ha, mặc định của nó là địa chỉ 0. K30 này là cái địa chỉ mà chúng ta xem trong cái bảng BFM, buffer memory, để chúng ta xem ha. Đây địa chỉ số 30, đó chính là cái mã nhận dạng của module analog input, và cái mã nhận dạng này nó có giá trị là 2010 ha. Và D4 này chính là cái thanh ghi dữ liệu mà chúng ta muốn lưu cái giá trị tại cái địa chỉ 30 này vào. Có nghĩa là với cái câu lệnh này thì nó sẽ lấy cái giá trị tại cái địa chỉ 30 trong cái bảng BFM, nó chính là 2010. 2010 lưu vào trong cái vùng nhớ D4 này. K1 này chính là có bao nhiêu word hay là có bao nhiêu thông số mà mình sẽ lấy. Nếu như ở đây mình ghi là K2. Nhớ đây mình ghi là K2 ha, có nghĩa nó sẽ lấy hai thông số bắt đầu từ địa chỉ 30, tức là nó sẽ lấy luôn 30 và 31. Nhưng mà trong trường hợp này 31 là không có sử dụng gì cả, cho nên giá trị của nó sẽ là null, không có gì cả ha. Và trong trường hợp này thì chúng ta chỉ ghi là K1, tức là mình chỉ lấy đúng cái địa chỉ 30 thôi, không lấy địa chỉ 31. Rồi tiếp theo nữa, ở dưới này thì mình sử dụng cái câu lệnh là compare, tức là so sánh giữa D4 và giá trị 2010. Ở trên thì chúng ta lưu cái giá trị 2010 vào trong D4, ở dưới này thì lấy D4 so sánh với 2010. Và nếu như hai cái này nó bằng nhau thì nó sẽ thanh on cái bit M0 này, tức là bit M0 này sẽ là on. Điều đó chứng tỏ là gì? D4 của mình đang là 2010. Thì đây là một cái câu lệnh để đọc cái mã nhận dạng của module analog input. Tiếp theo bên này thì chúng ta có thứ nhất là một cái bit M1, tức là nếu như M1 này thanh on thì tất cả những câu lệnh ở đây nó sẽ được thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái câu lệnh này nó có ý nghĩa gì. Đầu tiên là to be. To be có nghĩa là cái câu lệnh này chỉ thực hiện trong một chu kỳ khi mà M1 nó on. Khi M1 on thì cái câu lệnh này chỉ thực hiện trong một chu kỳ thôi, một chu kỳ quét của BC. Và câu lệnh này làm gì? Khi chúng ta thấy nó lệnh to có nghĩa là nó write, tức là nó ghi dữ liệu xuống trong cái module analog input. Và K0 này như thường lệ nó chính là địa chỉ của cái module. Địa chỉ của module khác với lại địa chỉ của từng cái thông số trong cái module ha. Địa chỉ của module so với lại BC. Rồi tiếp theo nữa, K0. K0 này nó chính là cái địa chỉ trong cái bảng buffer memory nè. Và chúng ta xem cái K0 nó là cái gì. K0 nó cái giá trị mặc định của nó là H0 0000 ha. Rồi bây giờ mình muốn đổi cái giá trị đó thành là H3300. Vẫn là giá trị head nhưng mà đổi thành giá trị là 3300. Rồi như vậy với câu lệnh này là mình đi đổi cái giá trị khởi tạo của channel là H3300 thay vì nó là H0000. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta cũng dùng cái lệnh to ghi xuống địa chỉ BFM chính là K1 ha. K1, xem cái K1 nó là cái gì. K1 đó chính là số lượng sample cho channel số 1 được sử dụng để đi tính trung bình. Vậy thì trong trường hợp này là mình đang xét là 4 sample ha, mình đang xét là 4 sample ha, 4 sample. Rồi ở đây chúng ta ghi là K2, tức là nó sẽ chiếm hai địa chỉ ha, hai vùng nhớ. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta dùng cái lệnh from. Lệnh from tức là cái lệnh đọc. K0 vẫn là địa chỉ của module analog input. K29 tức là địa chỉ BFM số 29. Đây 29, 29 tức là mình đang muốn đọc xem là cái trạng thái error của module này là cái gì. Thì thông thường đối với mỗi error nó sẽ báo một cái con số, và khi mà chúng ta tra con số đó ra thì chúng ta biết được là cái module nó đang bị lỗi gì. Rồi sau đó lấy cái giá trị tại cái địa chỉ 29 này lưu vào trong
cái vùng nhớ bắt đầu từ M10 và lấy 4 4 thiết bị ha. Từ M10 và lấy 4 thiết bị ha. Còn K1 là chúng ta chỉ đọc tại địa chỉ số 29 thôi ha. Và nếu như nó báo lỗi gì thì chúng ta sẽ thấy là trên các cái bit nhớ ha, cái bit nhớ bắt đầu từ M1 ha, nó sẽ thể hiện ra là các cái trạng thái 01 01 ở trên đó để chúng ta biết được là cái mã lỗi của cái module nó là cái gì. Và cuối cùng người ta sử dụng cái câu lệnh là from để đọc cái dữ liệu từ cái địa chỉ số 5 lưu vào cho D0 và lấy hai địa chỉ số 5. Đó là cái giá trị trung bình của channel số 1 ha và lưu vào trong D0 ha. Như vậy lấy giá trị tính trung bình của channel số 1 lưu vào trong D0. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có câu lệnh là to, to là write, cái này cũng là write ha. Write địa chỉ 0 là H000, tức là trở về giá trị ban đầu. Tiếp theo nữa là địa chỉ số 21, địa chỉ số 21 nó chính là gì? Nó chính là cái offset range ha, offset range. Đây là nó sẽ thay đổi cái offset range ha. Và tiếp theo nữa câu lệnh to K0 K2 ha, K2 nó cũng là offset range ha. Thì đó là cái chương trình mà khi mà người ta muốn viết cho cái module analog input. Rồi. Tiếp theo là chúng ta có câu lệnh là to K0 địa chỉ số 23 K01. Nó là gì? K0 này chính là địa chỉ của module analog input. K23 này là địa chỉ trong cái bảng buffer memory, giá trị 0 là giá trị mình muốn ghi vào trong cái địa chỉ K23 này và mình đang muốn truy xuất một cái giá trị thôi, một thông số thôi. À, thì chúng ta xem cái 23 nó là gì. 23 là offset range ha. Rồi, 24 cũng vậy ha, 24 cũng là offset range, giá trị mình muốn ghi là đây, lấy giá trị này ghi vào trong cái địa chỉ 24 trong BFM. Tương tự như vậy, lấy giá trị H3 này ghi vào trong địa chỉ K22 ha. Rồi, thì đối với cái module analog input thì chúng ta đã tìm hiểu là sơ đồ kết nối các cái câu lệnh dùng để lập trình. Thì tương tự như vậy đối với module analog input chúng ta cũng sẽ có các vấn đề tương tự. Đó là tín hiệu, về tín hiệu analog output hay input nó đều là tín hiệu tương tự và đều là tín hiệu liên tục ha. Về các cái ngưỡng giá trị của nó thì cũng là đối với điện áp cũng sẽ có các cái ngưỡng là từ 0 tới 10V, từ 1 tới 5V, từ 0 5V ha, từ trừ 10V đến 10V, và với dòng điện thì 4 đến 20 mA. Và đối với cái module analog output thì chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp nào? Ví dụ như chúng ta có thể điều khiển một cái van ha. Đối với cái van thì nó có hai loại là chúng ta điều khiển on off, điều khiển đóng cắt, thì nó chỉ có hai trạng thái thôi là đóng hoặc mở thôi. Còn đối với cái van mà chúng ta có thể thay đổi được tiết diện của cái nòng van, qua đó chúng ta có thể thay đổi được cái lưu lượng của cái lưu chất di chuyển qua trong van, thì đối với van đó thì chúng ta sử dụng đó là van analog output ha, analog output. Rồi đối với cái module analog output thì cũng tương tự như module analog input, nó có đặc trưng đó là độ phân giải của module ha. Độ phân giải của module là 10 bit, 12 bit ha, hay là 8 bit. Và khi mình thực hiện chuyển đổi thì nó cũng tương tự như vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta có xét một cái van, là cái van này nó mở xấp xỉ là 1/65, hay nếu mình chia ra phần trăm nó là 1.53% so với trạng thái là mở hoàn toàn. Vậy thì nếu như chúng ta sử dụng một cái module analog output có độ phân giải là 12 bit ha, thì lúc này chúng ta sẽ xác định xem coi là để cái van nó mở được 1.53% thì cái giá trị mình nhập vào trong cái module analog output đó là bao nhiêu, để nó đưa ra một tín hiệu tương tự và mở cái van với cái giá trị mình mong muốn là 1.53%, thì khi mình quy đổi ra nó chính là số 63 với độ phân giải của module là 12 bit ha. Đây ha, khi mình đưa giá trị bằng 0 là van nó đóng hoàn toàn, khi mình giá trị maximum là van nó mở hoàn toàn. Vậy thì khi mình muốn van nó mở một cái giá trị nào đó ở giữa hai trạng thái là đóng với mở thì chúng ta sẽ đưa ra một giá trị nào đó giữa từ 0 tới 4095. Rồi với các cái tín hiệu
analog output ha, cũng giống với tín hiệu analog input. Và khi chúng ta thực hiện cái phép quy đổi thì cũng tương tự như vậy. Ví dụ như chúng ta có một cái transducer kết nối với một cái module analog output để điều khiển một cái van lưu lượng, và cái van này có khả năng đóng mở từ 0 tới 100% ha, và cho phép lưu lượng nó thay đổi từ 0 tới 100%. Cái số tức là cái lượng mà cái van nó mở, cái phần trăm mà cái tỷ lệ mà cái van nó mở so với trường hợp là mở hoàn toàn, thì nó sẽ tỷ lệ với một cái giá trị điện áp từ trừ 10V đến cộng 10V. Và chúng ta đi tìm cái mối quan hệ giữa độ mở của van với lại là điện áp output và cái giá trị count, cái giá trị mà mình nhập cho cái module analog output để nó tạo thành cái tín hiệu tương tự ha. Rồi, thì cũng tương tự như cái cách tính của cái module analog input, thì cái mối quan hệ giữa điện áp và cái phần trăm ha, hay nói cách khác là cái tỷ lệ mở van ha, tỷ lệ phần trăm mà nó mở van. Thì ở đây chúng ta có là gì? Do cái module của mình ở đây là có độ phân giải là 12 bit, cho nên giá trị cao đếm là từ 0 tới 4095. Tuy nhiên là tín hiệu của mình là từ trừ 10V đến cộng 10V, nó sẽ tương đương là từ trừ 4095 cho tới 4095 ha. Vậy thì giá trị cao của mình nó sẽ là 8190 ha, 8190, và chia cho số lượng phần trăm nó là 100%, thì mỗi phần trăm tương ứng là 81,90. Rồi, ở đây là cái bảng quy đổi từ tỷ lệ phần trăm mở van, điện áp tạo ra bởi transducer và cái giá trị cao quy đổi từ 4-4095 cho tới 4095. Ha. Tiếp theo nữa là về cái sơ đồ kết nối của module analog output với lại các thiết bị bên ngoài, thì nó cũng có dạng là single-ended output ha, tức là các cái tín hiệu nó sẽ kết nối chung với nhau ở trên common ha, và có thể xem đó là điểm tham chiếu cho tín hiệu. Và trường hợp thứ hai đó là differential output, tức là nó không có điểm tham chiếu chung, với mỗi tín hiệu nó sẽ có cái điểm tham chiếu giữa hai cái sợi dây của tín hiệu đó, và điều đó nó sẽ làm gì? Cho phép là tín hiệu có thể truyền đi xa và loại bỏ cái việc tổn thất trên đường dây. Rồi, thì đó là nội dung của cái chương số 11 này. Và nếu như các em muốn tham khảo cái module analog output dành cho dòng FX, thì chúng ta tham khảo module là FX2DA, và ở đây thầy cũng đã đưa cái tài liệu tham khảo lên trên BKML cho các bạn tham khảo. Nếu như câu hỏi gì chúng ta sẽ trao đổi trong thời gian lên lớp ha.